Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tiếp tục em làm video mở nội thất và báo giá những cái mẫu đẩy 2 kênh và 4 kênh để cho em chơi gia đình và sự kiện. Nói chung là những cái mẫu đẩy này đều là những mẫu đẩy rất là chất anh em nhé. Nghe tiếng rất là sáng và là hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng hết cho anh em. Với những cái mẫu đẩy 2 kênh thì em đang có là công suất từ 500W cho đến 1200W anh em nhé. Đó. Còn cái cục đẩy 4 kênh thì em hiện tại đang có công suất từ 800W một kênh cho đến 1300W để cho anh em tham khảo. Đấy. Và anh em có thể thấy đây, những cái mẫu đẩy này thì em cũng đã trưng bày rồi. Hàng rất là tốt và là hàng chuẩn mới bóc hộp cho anh em. Đấy. Khi em mua thì đều có tem mác đàng hoàng, bảo hành 12 tháng. Lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất thì anh em lưu ý sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Đấy. Thì ok, sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu với anh em từng sản phẩm một. Đầu tiên thì nói về mẫu đẩy 2 kênh anh em nhé. Đó, đẩy 2 kênh đây. Có rất là nhiều đúng không ạ? Đẩy 2 kênh thì em đang có cụ đẩy PR2.6 này. Con này thì sử dụng mạch class AB em nhé. Mạch class AB. Con này tiếng rất là hay. Công suất đạt chuẩn là 600W một kênh ở 8 ohm. Và anh em chơi được một cặp loa bát 30 và một cặp loa lời bát 25. Đó. Tiếp đến thì trên cùng kia thì cũng nằm cục đẩy 2 kênh, cục đẩy H500. Cục đẩy H500 này thì công suất là 500W một kênh. Thì cục đẩy H500 giá 4 triệu em nhé. Chơi căng được một cặp 30. Còn lấy cục đẩy PL2.6 này thì anh em có thể chơi được một cặp loa bát 30 và một cặp loa bát 25, giá đang là 4,5 triệu. Đó, đây là cái mẫu đẩy 2 kênh rất là tốt để cho anh em chơi. Đấy. Chung là những cái mẫu đẩy này thì em chọn được chọn lọc rất là kỹ. Đấy. Và cũng đang mở nội thất. Đấy. Cũng đang mở nội thất để cho anh em cùng xem đúng không ạ? Ok chưa? Đó. Đây sẽ quay sang con H500 này. Cục đẩy H500 này em thấy rất là đẹp. Chúng ta mà chơi gia đình đấy, anh em sử dụng anh em đang sử dụng âm ly mà muốn thay thế bằng cái cục đẩy H500 này thì quá ok. Ở đây đang có mic vang quản lý nguồn đúng không ạ? Mic vang quản lý nguồn và cục đẩy H500 này. Nói chung là bộ này quá xịn luôn. Bộ này là bao chất đấy em nhé. Cục đẩy này quá đẹp đúng không ạ? Giá chỉ có 4 triệu đồng thôi. Đó, ok chưa? Đó. Có rất là nhiều mẫu. Đây là bộ mic rất là cao cấp U905. Bộ này giá là 7 triệu anh em nhé. Đấy, vang số di bao canh 180 giá là 6 triệu. Quản lý nguồn P9 giá là... Quản lý nguồn P9 này giá là 1 triệu 700 nghìn đồng. Đó. Mic rẻ thì em đang có bộ mic BS700 giá là 2 triệu 200 nghìn đồng bộ mic này. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp về cục đẩy 2 kênh. Đấy, cục đẩy 2 kênh, cục đẩy LT2000. Con này công suất đạt chuẩn là 1000W một kênh. 1000W một kênh ở 8 ohm. Và anh em chơi được 2 cặp full 40 hoặc là 2 cặp full 30 đều ok. Sử dụng mic class H, màn hình điện tử anh em nhé. Cục đẩy này giá đang là 6 triệu 200 nghìn đồng. Ok chưa? Đó. Cao hơn thì có cục đẩy PR2.12 này. Và anh em chơi súp kép 50. Đánh rất là uy lực, hoặc là full đôi 40 anh em nhé. Con này đánh full đôi 40 rất là chất lượng. PR2.12. Con này sử dụng là 64 sò Toshiba. Mạch con này mạch class H. Với cục đẩy này anh em chơi full đôi 40 hoặc súp kép 50 đều tuyệt vời, giá đang hấp dẫn cho anh em 7 triệu đồng nhá. 7 triệu đồng. Còn chuyển đến mẫu đẩy 4 kênh. 4 kênh thì em đang có cục đẩy 4 kênh 800W con 8004 này. Đây đang để bộ đây. Con 8004 này công suất đạt chuẩn là 800W một kênh ở 8 ohm. Thì với công suất như vậy anh em chơi được 4 cặp 30. Anh thoải mái. Đó. Chơi gia đình chúng ta chơi 2 cặp 30 quá là ok rồi đúng không ạ? Còn đâu chúng ta thể để dành 1-2 kênh chúng ta chơi súp hơi 40-50 thế này đúng không ạ?
Con này giá đang là 7 triệu 800 nghìn đồng em nhé, 7 triệu 800 nghìn đồng. Ok chưa? Tiếng sáng 64 sò là JBK mạch class H. Hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Bác nào mà muốn sử dụng cục đẩy tầm 900W thì em đang có cục đẩy mạch class D. Mạch class D. Con LT3600 này. LT3600 này size của nó rất là ngắn, anh em thấy không? Size của nó chỉ rơi vào tầm chiều sâu chỉ rơi vào tầm 35-37cm thôi. Nó rất là ngắn. Con này giá rất là hấp dẫn cho anh em, 9 triệu 500 nghìn đồng. 9 triệu 500 nghìn đồng. Ok chưa? Mạch class D, công suất 900W một kênh, chơi full 30-40. Nói chung là súp 50 các kiểu anh em nhé. Con này tiếng thì bao hay. Sử dụng mạch class D và linh kiện rất là xịn sò. Hàng này chuẩn luôn. Hàng này không có gì phải suy nghĩ. Nhìn nó quá đẹp. Con này thì quá là chất rồi. Con này thì không có gì phải lăn tăn. Xa cục đẩy 1000W đây. 1000W một kênh. 1000W một kênh thì em có LT4000. Đấy, LT4000 này vừa rồi về rất là nhiều. Đấy, về 100 cục. Ok chưa? Đang để đây để tí nữa test rồi gửi đi cho mấy bác khách thì tiện làm video luôn. LT4000 này công suất 1000W và sử dụng là 72 sò anh em nhé. 72 sò là JBK thì con này về anh em chơi full 30, 40, súp hơi 40 hoặc súp hơi 50 đều ok anh em nhé. Nội thất thì em vừa rồi cũng mở đây. Nội thất thì quá là xịn sò luôn. Cục nguồn này nó quá là to. Đấy, đây là cục đẩy LT4000 em nhé. Mở nội thất ra để cho anh em xem một cục này. Và cũng có cạo cho anh em xem. Tất cả là nguồn đồng hết em nhé. Nguồn này là nguồn bao đồng hết. Và cái cục nguồn nó rất là to, tầm 23cm. Sò đây, sò là JBK và thẳng tăm tắp luôn. Ok chưa? 16 tụ. 16 tụ 100V 10.000mi. Tụ này thì quá là chất lượng rồi. Và tất cả các linh kiện của nó đây, linh kiện này đều là những linh kiện cắm hết. Con này giá 8 triệu 700 nghìn đồng chưa gồm phí ship. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì gọi trực tiếp với bên em. Cao hơn thì em có thể tham khảo sang cái mẫu đẩy Martin M300. Con Martin này thì quá là khủng luôn. Anh em nhìn này. Con này thì không vào chê vào được vào đâu đúng không? Con này thì không chê vào đâu được. Cái này thì nhìn nó quá đã rồi. Đây. Cục nguồn này nguồn size 3U luôn này. Hàng khủng luôn. 80 sò anh em nhé. Mỗi vế là 40. Bên vế bên này là 40 sò cộng bên này 40 sò nữa. Sò LG em nhé, sò LG. Ok chưa? Nhìn cái quạt này nó đã khủng rồi. Đằng trước hai quạt, đằng sau hai quạt đúng không ạ? Tụ đây, tầng trên 16 tụ. 2 4 6 8 8 16 tụ đúng không ạ? 16 tụ. Tụ này tụ tông đa em nhé, 10.000mi. 10.000mi và 63V. Đó. Ok chưa? Tầng trên 16 tụ, tầng dưới cũng 16 tụ nữa. 32 tụ. Nhìn cái dây này của nó khủng rồi. Dây nõi rất là to, nõi đồng zin anh em nhé. Cho nên là con này nó chịu tải rất là tốt và chịu lực rất là ok. Đó. Lá nhôm tản nhiệt đây, sáng loáng luôn. Mặt thì khỏi phải suy nghĩ đâu, mặt thì rất là đẹp. Đẹp long lanh luôn. Martin M300. 10 triệu 800 chưa gồm phí ship. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới thôi. Hàng rất là chất. Đây là những cái mẫu đẩy rất là tốt để cho anh em chơi. Ok chưa ạ? Rất là xịn sò nha anh em nhé.